đây là đâu uyển ngơ ngác hỏi người đàn ông vẫn ngồi bất động trên ghế lên tiếng trả lời cô đây là cõi hư vô tôi không đùa với ông uyển hét lên tức giận tôi cũng có đùa với cô đâu người đàn ông điềm tĩnh nói uyển quay phát người lại nhìn chăm chú vào mặt của ông ta ông nói đi nói cho tôi biết đi đây là đâu có cách xa nhà tôi lắm không ông đem tôi về đây bằng cách nào và bây giờ làm sao tôi mới có thể trở về nhà tôi được Người đàn ông lấy ngón tay quẹt ngang mấy giọt sáp đèn cầy đang nhiễu xuống Ông đưa lên ngang mắt quan sát như là nhà nghiên cứu đang cố tìm ra điều gì bí ẩn bên trong đó vậy Mãi một lúc sau ông mới nói Đây là một nơi không xa nhà cô mấy Nhưng cũng không phải là gần Tôi đem cô về đây bằng cách nắm tay cô dẫn đi Nếu cô muốn trở về nhà thì cô cứ bình thản lên chiếc giường này và ngủ một giấc có vậy mới đủ sức khỏe mà về nhà chứ uyển vô cùng tức giận trước câu trả lời huề vốn của ông ta cô muốn hét lên muốn đập phá cho hà giận nhưng thật sự cô không còn mấy sức được để mà làm việc đó nước mắt trào ra uyển nghẹn ngào và bỗng nhiên cô thấy thật tội nghiệp cho bản thân mình quá cô đã và đang bị người đời diễu cợt người cô yêu diễu cợt cô và bây giờ Đến một người hoàn toàn sát lạ này Cũng đem cô ra làm trò đùa Chừng như đọc được ý nghĩ của Uyển Người đàn ông chậm chạp đứng lên đi ra cửa Nhẹ nhàng dìu cô trở lại giường và nói Cô đừng nghĩ tôi đang đùa dẫn với cô Những gì tôi nói với cô là sự thật hoàn toàn Đây là một nơi lơ lửng giữa hai cõi âm dương Là nơi mà những phong hồn vất vưởng Tạm lấy làm trốn nương thân chờ ngày mãn số Uyển kinh ngạc Ông nói sao Đây là nơi Là nơi của những phong hồn Người đàn ông khe khẽ gật đầu Vậy là tôi đã chết rồi sao Uyển hỏi như sao lên Người đàn ông lắc đầu Không Cô vẫn chưa chết Giờ này thân xác của cô vẫn còn ấm nóng Trái tim cô vẫn còn đập Dù nó đã rất mệt mỏi rồi Giờ này ở nhà cô Mọi người đang ra sức chạy chữa Để cô được sống lại Cô hãy nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi cho lại sức rồi quay về đoạn tụ với họ uyển níu lấy tay người đàn ông khóc lóc không không tôi xin ông tôi xin ông hãy cho tôi ở lại đây đừng bắt tôi phải trở về nơi đó tôi chán sống kiếp người lắm rồi ông ơi người đàn ông vỗ nhẹ nhẹ lên bờ vai đang run rẩy theo từng cơn nước nở của uyển ông ấn cô ngồi xuống giường và nói cô có biết cuộc sống ở đây như thế nào không mà đòi ở lại đây ở đây không hề có ánh mặt trời Cũng không có trăng sao Tất cả chỉ là màn đêm đen tối Hoặc ánh sáng mờ nhạt âm u Ở đây không có tiếng cười Không có gì cả Đã có rất nhiều người ân hận khi tới đây Cuộc sống ở trần gian tuy lắm khổ đau Nhưng vẫn có ý nghĩa Còn ở đây Ngày tháng cứ lê thê Linh hồn bất vường Sống không ra sống Chết không ra chết Muốn trở về dương thế cũng không được mà muốn xuống âm ti cũng không xong. Trở nên những kẻ vô thừa nhận tồn tại mà như không tồn tại, hiện diện đó mà như không hề có mặt. Cuộc sống như thế đau đớn lắm cô ạ. À. Tại vì cô chưa trải qua. Cô cứ nghĩ tìm tới cái chết là trốn chạy được bao nhiêu niềm đau mà mình phải đeo mang. Nhưng cô có biết không, nơi này chính là nơi nỗi đau đớn hiện diện rõ ràng nhất. Cô hãy nghe lời tôi đi, cô phải quay về với cuộc sống của mình rồi tất cả những nỗi đau sẽ nguôi dần theo năm tháng không có cái gì tồn tại mãi với thời gian đâu cô nên nhớ điều đó để đừng quá bi quan hết mưa chắc chắn trời sẽ sáng người đàn ông nói thật nhiều nhưng không sao lay chuyển được uyển cô cứ khóc dòng cứ một hai đòi được ở lại đây mà không chịu về nhà uyển rất sợ cảnh ngày ngày phải chạm mặt với vợ chồng khiêm phải chứng kiến họ bên nhau hạnh phúc cô biết sức mình sẽ không chịu đựng nổi cảnh đó đâu tôi cũng đã lầm tưởng như cô tôi đã quá phẫn uất khi người vợ mà tôi hết lòng yêu quý cưng chiều lại đi cấu kết với thằng bạn thân nhất của tôi để hãm hại tôi mất vợ mất cả gia tài lại còn phải mang nhiều điều tiếng không hay tôi đã dại dột tìm tới cái chết cứ tưởng thế là xong thế là chấm dứt mọi nỗi đau buồn trên trần thế nhưng cô có biết không, ở đây ngày ngày, nhưng cô có biết không, ở đây ngày ngày tôi lại nghe được, thấy được những cảnh âu yếm của vợ tôi và người đàn ông đó. Những cảnh mà nếu còn sống thì tôi sẽ không chứng kiến được đâu. Rồi tôi còn thấy được nỗi đau của các con tôi. Tôi hối hận quá, nhưng tất cả đã muộn màng rồi. Giờ đây tôi chỉ là một linh hồn bé nhỏ, nghe được, thấu hiểu được hết mọi điều nhưng lại không làm được gì không giúp được gì cho các con của tôi giả sử như tôi còn sống thì mọi việc sẽ khác đi có thể tôi mất vợ mất gia tài mất danh dự mất tất cả nhưng tôi còn có thể lo được cho các con còn có thể yêu thương chúng nếu cô chết đi ngày ngày nhìn thấy gia đình của mình thấy mẹ mình cô sẽ không chịu nổi đâu và ngay cả những điều mà cô muốn trốn tránh những điều mà vì nó mà cô mới tìm về cách chết Cô cũng không sao trốn được Cô sẽ phải chứng kiến nó mỗi ngày Đối diện nó mỗi ngày Người đàn ông vẫn kiên nhẫn phân tích đều hơn lẽ thiệt cho Uyển nghe Cô khóc là người và không ngồi vững nữa Mà từ từ nằm xuống rồi thép đi lúc nào không biết Có tiếng ồn ào Tiếng chân bước vội vã Làm Uyển chợt thức giấc Vừa hé mắt ra một luồng ánh sáng chói lòa làm cô vội vàng nhắm mắt lại một lúc sau mới từ từ mở ra lần nữa ô kìa lại chưa đây là căn phòng quen thuộc của cô mà và trước mắt cô là gương mặt gầy gò của mẹ ôi sao tóc mẹ lại bạc nhiều thế kia uyển muốn kêu lên nhưng cô chỉ mới mấp máy môi chưa kịp phát ra tiếng đã nghe mẹ cô sao lên mừng rỡ tỉnh rồi nó tỉnh lại rồi có tiếng người nói chuyện lao sao, rồi có vật gì đó chạm khẽ vào môi Uyển. Cô nhận thấy môi mình ẩm và ướt. Đúng rồi, chắc mẹ đang cho cô uống nước. Chỉ có mẹ mới biết Uyển đang khát cháy cả cổ đây. Uyển hé môi, cố nuốt trọn những giọt nước ít ỏi mà mẹ thấm vào môi mình rồi mở hẳn mắt ra. "Mẹ?" gì, và những người thân yêu đang đứng cạnh cô, nét mặt của ai cũng căng ra, vừa lo lắng vừa mừng rỡ. Thấy Uyển mở mắt và có vẻ đã nhận biết được mọi người xung quanh Mẹ Uyển hòa khóc Trời ơi, cảm ơn chị Phật thương tình Con tôi đã tỉnh lại rồi Hai hôm nay, con làm mẹ lo sợ biết bao Uyển cố nhấc tay mình lên để nắm lấy tay của mẹ Nước mắt cô cũng lăn dài Nhưng bây giờ không còn là những giọt nước mắt khổ đau nữa Mà là những giọt nước mắt của hối hận vô biên Uyển đã nhớ lại tất cả Nhớ việc tự tử không thành nhớ lại cõi hư vô mà hồn mình đã tới và nhớ rất rõ những lời người đàn ông đã nói bây giờ thì cô đã thật sự hiểu rồi hai ngày sau nữa thì uyển đã hoàn toàn tỉnh táo cô ăn uống và lại sức rất mau dù mẹ ngăn cản nhưng uyển vẫn nhất định bắt tay vào công việc buôn bán như bình thường người xa lạ nhìn vào không thể tin được cô chính là kẻ đã đau khổ vì tình mới vừa suýt chết cô làm việc nói cười một cách bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra một vài người tốt bụng thấy cô như thế cũng thầm ái ngại trong lòng còn những kẻ xấu thì tò mò muốn hiểu rõ tâm tư của uyển nên nhiều lần thử nhắc đến tên khiêm trước mặt cô nghe nói vợ chú khiêm vừa cấn bầu rồi nhanh thiệt cô uyển hà mới cưới đây mà uyển trả lời tỉnh bơ hai người đó cũng đâu còn trẻ tuổi gì nữa phải để cho người ta tranh thủ có con chứ kẻo không sau này cha mẹ già nuôi con mọn thì khổ Người ta quá bất ngờ trước thái độ tỉnh queo của Uyển Họ không chấp nhận kết quả đó Mà cái họ muốn là phải trông thấy Uyển đau đớn Hoặc ít ra cũng phải tái mặt quay đi để che giấu cảm xúc Bởi thế khi chăm chú nhìn vẫn không thấy gì khác ngoài sự rừng rưng Họ lại bồi thêm một cú nữa đau hơn để thử thách cô Chú Khiêm lấy vợ rồi Bao giờ thì đến lượt cô Uyển lấy chồng đây Uyển cười phá lên, "Hơ, à, khi nào có người đến hỏi cưới thì cháu mới lấy chồng được chứ. Chẳng lẽ, dì bảo cháu chạy ra đường bắt đại lấy một người để về làm chồng sao?" Chính thái độ dửng dưng và những câu pha trò tiếu táo của Uyển đã giúp cô tránh được sự soi mói của những người nhiều chuyện. Bởi vì những người đó chỉ cảm thấy thích thú khi lời nói của mình làm cho người khác đau đớn hoặc xấu hổ mà thôi, chứ một khi không làm được điều đó thì họ chán không thèm quan tâm nữa thật ra trong sâu thẳm lòng uyển cô vẫn chưa quên khiêm được làm sao có thể quên đi một người mình đã hết lòng yêu thương một cách nhanh chóng như vậy được nhưng uyển đã xác định được một điều dù cô thương yêu cách mấy thì cô cũng không giữ được khiêm dù cô đau khổ cách mấy cũng không làm được gì hòng cứu vãn vậy thì thôi cô sẽ cố gắng quên cố gắng sống vui vẻ để ít ra mẹ cô và những người thân yêu bên cạnh được yên lòng không phải lo lắng gì thêm cho cô nữa cô thầm nhủ với lòng một kẻ khốn nạn như khiêm không xứng đáng để cô phải rơi nước mắt chẳng qua cô khóc là vì tự thương lấy bản thân mình mà thôi là vì thấy mình sao khờ khạo quá ngây thơ quá bị người ta lừa gạt đến trắng tay mà vẫn không hay biết chỉ biết được khi người ta thẳng thừng đá cho một đá đau đớn cả người thôi tất cả những gì mất đi cô cố xem như là một tai nạn cô tự an ủi mình tại phần số của mình nó vậy không giữ được thân không giữ được tiền của thì cứ coi như là mình vừa trải qua một tai nạn tinh thần nặng nề bẩm mình phải bỏ ra một số tiền lớn để cứu được mạng sống thế đấy hãy xem là như thế để đỡ phải buồn đau ngày ngày uyển luôn nhắc nhở mình điều đó giết rồi như một phép tự kỷ ám thị cô cảm thấy như đó là một sự thật thế cho nên nỗi đau cũng dần dần sớm nguôi nhạt trong cô nói về vợ chồng khiêm lúc mới cưới ai nhìn vào cũng cho đó là một cặp vợ chồng vô cùng hạnh phúc xứng đôi vừa lứa diễm vợ khiêm là một trong những mối hàng của mẹ uyển do sự giao tiếp làm ăn nên hai người thường xuyên gặp gỡ tiếp xúc nhau khiêm lóa mắt vì sự hào nhoáng bên ngoài của diễm còn diễm cô chẳng yêu thương gì khiêm chẳng qua cô có một người tình lạc việt kiều nhưng anh ta là người đang có vợ con nên mối quan hệ giữa diễm và anh ta chỉ nằm trong bóng tối do bất cần diễm đã có thai với anh chàng việt kiều đó cô lại không muốn phá bỏ cái thai đó đi vì cô thật sự yêu thương người đàn ông ấy cô muốn có với người đó một kỷ niệm không thể phai nhòa nhưng đồng thời diễm cũng không muốn thanh danh mình bị ô uế không muốn mình trở thành đầu đề bàn tán của những kẻ ngồi lê đôi mách và cô cũng muốn đứa con mà cô sinh ra sẽ được sống trong một gia đình đàng hoàng như bao nhiêu đứa trẻ khác sau nhiều lần tiếp xúc với khiêm diễm nhận thấy khiêm là một thanh niên đẹp trai ăn nói khôn ngoan có thể giúp đỡ cho công việc buôn bán mà quan trọng hơn cả diễm nhận ra được một điều nếu có đồng tiền trong tay thì cô sẽ rất dễ dàng điều khiển khiêm theo ý muốn của mình chính vì lẽ đó mà diễm đã chọn khiêm làm cha cho đứa con mà cô đang mang trong bụng khiêm lại không hay biết những điều đó khiêm cứ ngỡ diễm bị khuất phục bởi vẻ đẹp trai tài tử và những lời ngọt ngào đường mật của mình thật sự trong lòng khiêm có chút tình cảm với uyển chứ không phải là không có tuy nhiên tình cảm đó không đủ lớn để đè bẹp được lòng tham của khiêm khiêm biết uyển đã dốc hết tiền cho mình rồi hai người cưới nhau về sẽ phải làm lại từ đầu thôi vì gia đình uyển cũng đâu có giàu có gì đâu chẳng qua do uyển biết lo xa biết dành dụng nên mới có được số vốn đó mà thôi còn nếu khiêm lấy diễm thì nghiễm nhiên sẽ trở thành chủ nhân của ngôi nhà lầu ba tầng ở ngay mặt tiền cộng với mấy lô đất ở toàn những nơi đắc địa mà trong tương lai có thể tính từ tiền tỷ trở lên khiêm tưởng thế nên đã nhẫn tâm đối với uyển có như vậy mới nhanh chóng rũ bỏ được uyển tránh được những lằng nhằng không tốt về sau và cũng vì tưởng thế nên khiêm giống như một người bị té từ trên cao xuống khi phát hiện ra diễm đã có thai với người khác trước khi về làm vợ mình cắn răng nuốt nhục cô cố gắng nghĩ tới gia tài đồ sộ của diễm để tự an ủi mình nhưng một lần nữa khiêm đau điếng người khi biết toàn bộ gia sản diễm đã rất khôn ngoan để riêng ngoài danh mục tài sản chung của vợ chồng. Có nghĩa là khiêm cưới diễm, nhưng sẽ không sơ mũi được gì vào tài sản của diễm. Hồi chưa cưới, đối với khiêm, diễm rất hào phóng. Nhưng khi cưới nhau rồi, diễm lại chi ly từng đồng, kiểm soát từng đồng. Hôm nào khiêm lỡ vui với bạn bè chi tiêu hơn số tiền quy định mỗi ngày là hôm đó diễm nổi tanh bành, không để nang gì tới mẹ chồng. Anh đừng có tưởng tôi làm cái mỏ vàng để anh đảo đâu nhé. Tôi làm ra tiền cũng cực khổ và vất vả lắm đấy. Nuôi anh, nuôi cả gia đình ăn mặc đầy đủ. Vậy là tốt rồi, anh đừng được nước mà làm càn. Khiêm chỉ biết nhịn nhục cho qua. Khiêm rất muốn quát mắng lại, nhưng biết nói sao đây. Khi biết ra sự thật, người ta sẽ còn chê cười, chứ đâu có ai bênh vực hay thương hại mình đâu. Nghĩ vậy nên Khiêm không bao giờ dám nhắc tới chuyện cái thai trong bụng Diễm. Diễm được nước càng làm càn lấn tới cuộc sống vợ chồng đối với khiêm lúc này thật sự giống như một địa ngục ở ngay giữa trần gian và hơn lúc nào hết khiêm cảm thấy ăn năn hối hận vì những điều mình đã làm đối với uyển đã nhiều lần vô tình gặp uyển trên đường khiêm chỉ muốn gọi uyển đứng lại để nói với cô một lời xin lỗi nhưng tiếng nói tắt nghẹn nơi cổ họng không sao thốt nên lời khiêm suy nghĩ tính toán đủ mọi bề muốn có được một số tiền kha khá để trả lại cho uyển hỏng để lương tâm nhẹ đi đôi chút nhưng hoàn toàn không có cách nào khả thi bởi vì sống với diễm trên danh nghĩa là chồng diễm nhưng thực tế khiêm chỉ là một kẻ làm công mỗi ngày khiêm được diễm phát cho mấy ngàn đủ để cà phê thuốc lá cơm ăn áo mặc đã có diễm lo khiêm không còn có cơ hội nào để tiếp xúc với tiền bạc nữa mà cái số vốn liếng của khiêm trước đây do uyển đưa cho cũng đã bị diễm sắp nhập vào vốn của mình nên hiện tại khiêm trở thành kẻ trắng tay đôi khi khiêm chán nản muốn chia tay diễm nhưng nghĩ lại khiêm không đủ can đảm vì dẫu sao giờ đây cuộc sống của khiêm và mẹ khiêm vẫn được đảm bảo cơm no áo ấm nếu buông diễm ra khiêm phải ra đi với hai bàn tay trắng chắc chắn uyển không bao giờ chấp nhận khiêm lần nữa rồi khiêm biết sống xa đây lâu nay khiêm đã quen sống dựa vào uyển vừa buông uyển ra khiêm lại dựa ngay vào diễm rồi khiêm không nghĩ mình có thể tự đứng vững một mình được thế cho nên dù cay đắng lắm bức bối lắm nhục nhã lắm nhưng khiêm vẫn phải cắn răng níu chịu không một lời than oán cùng ai và giờ đây thỉnh thoảng khiêm lại cười thầm mai mỉa mình bụng làm dạ chịu chớ có than van trong một lần cãi nhau kịch liệt với diễm khiêm điên tiết muốn ra tay phá hủy tất cả rồi mọi việc có ra sao thì ra giữa lúc hừng hực đó có người tới trả cho diễm một món tiền lớn diễm đang ở nhà sau cũng giống như những lúc diễm đi đâu vắng nhà khiêm ký nhận thay diễm những lần trước không bao giờ khiêm dám giấu nhẹm số tiền mình nhận để tiêu xài riêng vì khiêm rất sợ những trận tam bành của diễm riêng lần này khiêm đang nổi máu điên không còn nghĩ tới hậu quả nữa vừa đút túi số tiền gần chục triệu đồng khiêm nhanh nhẹn thay quần áo và bỏ đi ra ngoài nỗi cay đắng đang dâng lên ứ nghẹn trong khiêm. Mang danh là chồng diễm, dù gì cũng là một ông chủ nhỏ, vậy mà cả cái xe gắn máy của mình do chính Uyển mua cho mình mà mình cũng không làm được chủ. Toàn bộ giấy tờ diễm cất giữ hết. Khi nào cần đi đâu phải nói rõ ràng nơi đi, nơi đến. Khi đã được sự đồng ý của diễm thì cô ta mới đưa giấy tờ chìa khóa xe cho. Khiêm vừa lào bầu đã văng một chiếc vỏ chai bên đường thì vừa lúc chiếc xe đò sài gòn chờ tới đang chán đời muốn bỏ đi đâu đó cho khuây khỏa mà chưa biết đi đâu trong cái địa phương nhỏ xíu này trông thấy chiếc xe đò đang bắp còi tin tin gọi khách một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiêm thế là khiêm nhảy tót lên xe nghiễm nhiên đi sài gòn một chuyến và lòng khiêm cảm thấy lâng lâng trong túi mình có đến chục triệu lo gì lên tới sài gòn khiêm trở nên lúng túng không quen ai, không biết đường đi, nước bước ở đây như thế nào. Khiêm cứ lỡ ngỡ đúng như câu, dân quê lên tỉnh. Trời sắp tối rồi, chẳng lẽ bây giờ lại đón xe quay ngược trở về? Không, không thể thế được, mình phải làm cho nó một trận để nó biết mặt mà nể nang mình. Không cho nó trả lên đầu lên cổ mình nữa. Hừ, đừng tưởng ông đây là con rối trong tay muốn giật kiểu gì thì giật. Tức nước thì sẽ vỡ bờ thôi cô ạ tôi phải trả thù cô cho cô biết mặt anh hai ơi anh đi đâu mà nãy giờ tôi thấy anh cứ loanh quanh ở đây hoài vậy anh đi đâu lên xe tôi chở đi cho lấy giá rẻ thôi mà đừng sợ một anh xe ôm rể sát bên khiêm chào mời khiêm lúng túng nói dối tôi à tôi tìm nhà người quen mà bỏ thất lạc địa chỉ rồi nên không biết đi đâu anh có nhớ nhà người quen của anh nằm ở đoạn đường nào không? Phường nào, quận nào không? Tôi sẽ chở anh đến đó hỏi thăm từng nhà. Người sẽ ôm nhiệt tình. Khiêm thoái thác. Không, không, không. Tôi không nhớ đường nào cả. Nhưng chắc ở quận nào thì anh nhớ chứ. Người sẽ ôm vẫn không thôi. Khiêm đáp vừa. Nhớ ở quận 5. Anh sẽ ôm cau mày suy nghĩ một lát rồi ra lên. Tôi nghĩ ra rồi. Bây giờ tối rồi. Anh không thể tìm được nhà ngay đâu để tôi chờ anh đi tìm một phòng trọ nào đó nghỉ đỡ qua đêm. Rồi sáng mai anh ra ủy ban phường nói tên họ quê quán của người quen, cán bộ ở phường họ sẽ tra sổ và tìm ra ngay thôi mà. Khiêm chẳng quan tâm gì đến chuyện tra sổ trai sách, nhưng nghe nói tới phòng trọ nghỉ qua đêm là Khiêm đồng ý liền. Vì lúc này Khiêm cũng rất cần một nơi để nghỉ qua đêm nay. Anh sẽ ôm nhật tình chờ Khiêm đi vòng vòng, bảo là để kiếm nơi nào vừa sạch sẽ, vừa giá cả phải chăng cuối cùng anh ta dừng lại trước một căn nhà trông có vẻ khá sang trọng và nói với khiêm anh vô đây nghỉ đi ở đây người ta tính giá bình dân lắm đừng thấy nhà cửa sang vậy mà sợ rồi anh ta nháy mắt nói thêm nếu anh có nhu cầu thì cái khoản em út kia cũng có sẵn cũng rất bình dân khiêm cười trả tiền xe và nói mấy câu cảm ơn xã giao rồi lưỡng thững đi vào. Ngày đêm đó có sẵn tiền trong tay, sẵn sàng đang muốn trả thủ diễm, sẵn sàng đang buồn tình. Rất nhiều cái sẵn ấy đã khiến Khiêm lần đầu tiên buông thả mình vào trong vòng tay mơn man của đám con gái làng chơi đặc mùi son phấn rẻ tiền. Khi đã thỏa mãn và ngủ một giấc ngon lành, sáng ra Khiêm bắt đầu cảm thấy hơi lo lo khi số tiền trong túi mình đã vơi đi quá nửa tiền xe tiền trọ tiền cho khoản tế nhị kia cũng không đến nỗi hao phí như vậy chỉ là trong lúc bốc đồng khiêm đã vung tay boa cho các em một cách quá trớn để được nhìn thấy mình trở thành một người đàn ông đáng nể trong mắt các em sáng không kịp uống cà phê khiêm vội vã ra bến xe để trở về nhà trong đầu đang vạch ra nhiều lý do để đối phó với diễm cơn điên của khiêm đã qua đi Khiêm lại trở về là một thằng đàn ông vô cùng sợ vợ Lần đó khỏi phải nói cũng biết là Khiêm phải chịu đựng những lời mắng chửi Khóc lóc và nguyền rủa đến mức nào của Diễm Và cũng từ hôm đó Khiêm càng bị Diễm quản lý chặt chẽ hơn Diễm sinh con Một bé gái nặng 3 ký tư Sinh như một con búp bê Mọi người xung quanh ai gặp Khiêm Cũng chúc mừng Ngay cả mẹ Khiêm cũng quýnh quáng mừng vui Lo lắng cho cháu nội Chỉ riêng mỗi một mình Khiêm là thở ơ như chuyện đó không có gì dính dáng tới mình mà không dính thật chỉ mỗi khiêm và diễm biết điều đó từ ngày có con diễm càng coi khiêm không ra gì mẹ con khiêm ngày càng giống như là người ở trong nhà diễm không chịu đựng nổi sự hạ khắc vô lý của con dâu mẹ khiêm dù rất quyến luyến cháu nội nhưng cũng đành bỏ về ở nhà mình bởi vì mỗi lần bà bế con bé thì diễm lại giảng lấy khi thì lấy cớ lại cho nó uống sữa khi thì thay áo thay quần cho nó bà nhận ra rõ ràng diễm không muốn bà chạm vào con gái của cô đã có đôi lần bà than phiền với khiêm về điều đó nhưng khiêm chẳng nói chẳng rằng chỉ lắc đầu một cách ngao ngán mãi đến một hôm không chịu đựng nổi bà gay gắt với khiêm mày phải dạy vợ mày lại chứ dù sao thì con bé cũng là cháu nội của tao phải cho tao cái quyền được bồng ẵm nó chứ khiêm cười cay đắng và nói như bâng quơ khiến bà cảm thấy hết sức hoang mang thì mẹ cứ nghĩ nó không phải là cháu nội của mẹ đi như vậy sẽ khỏe hơn như con vậy này mẹ có bao giờ thấy con đụng tới đứa bé kia chưa con nói sao con bé đó bà mẹ hấp tấp hỏi khiêm lặng đi con đâu có nói gì hoàn toàn không nói gì mẹ muốn hiểu sao thì tùy mẹ nói xong khiêm bỏ đi ra ngoài để lại bà mẹ với thật nhiều thắc mắc trong lòng. Đúng rồi, từ hồi vợ nó sanh tới hôm nay, trước khi nào thấy nó ngó ngàng tới con bé. Lẽ nào, lẽ nào, đứa bé đó không phải là con của nó, mà cũng có thể lắm chứ. Xét ra con bé đâu có nét nào giống thằng khiêm nhà mình đâu. Trời ơi, chẳng lẽ mẹ con mình thật sự bị quả báo hay sao hả khiêm? Bà nói một lúc rồi rón rén vào phòng đứng ngắm con bé cố tìm ra một chút gì đó phảng phất giống khiêm để lòng được an ủi. Nhưng dù cố gắng đến đâu, bà vẫn không tìm được chút hình ảnh gì của con trai trên người của đứa bé đó.